Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi ha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề nè. Giới thiệu cho anh em ít món đồ ha. Rồi giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào mua hàng 300 ngàn chuyển khoản đủ em bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship cho em ha. Rồi báo giá từng món nè. Rồi đầu tiên là cặp này đi. Bán cho anh em 200 ngàn nha. Đó, cây mỏ lết mini và một cây kìm cắt nè. Lết mini và kìm cắt của Jetmax đó, bán giá 200. Con này 100k nha, Bakuma nè. 100k. 200.000 cho cái tách dây ha, cái này đẹp nha. 200 ha. Một in da bằng nha, 200k. Rồi ba cái lử cưa lọng nè. Đó, bán cho anh em 100.000 ha. Rồi cái chảo super. Chảo super nè. Chỗ này bán giá 800. Super ha, super da băng nè. Đó, cảo này 6 inch ha, bán giá 800 đẹp nha nè. Đó, mới ken xe ben. Rồi. Chảo super 800. Rồi con này 150 nha. Kéo cộng lực 150. Một cặp kéo này 200k nè. Đó, một cái bướm nha và một con kéo cá có cái vỏ nè. Kéo cá mạ trắng tươi ha. Đó. Cặp kéo 200. Rồi bộ mũi khoan này bán giá 400.000 nha mình ha. Bộ mũi khoan bán giá 400 nè. Đó, của mà của Đức nè nha. Đó, mũi lớn nhất là 6 ly gử. Và cái hộp này ha, hộp này. Hộp HSS không nè. 8 ly gử nè. 9 ly, 9 ly gử nha. Nó thiếu là từ 1 tới 9 ly gử nhưng mà nó thiếu mấy mũi nha. Cái hộp rất là gọn gàng nha. Hộp gọn gàng ha. Rồi mỗi khoan 400.000. Còn cái này là cái gì đây, bên anh em ấy nè bán anh em 350 nha. Cái mũi trong cái này ở trong cái gì nè, miệng vuông anh em, nó khoai lần này, nó xây lần hai mũi nè ha, nó 350 ha. Rồi anh em mua liên hệ em. Rồi có cái bị nè, 370.000 nha. Cái dây an toàn rồi nó có mấy cái bị treo dụng cụ anh ha. 370.000 cái dây an toàn.